Chúc cho tôi chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em có đến nhà anh tên gì nhỉ? Anh Hiếu. Là em giao cho anh chiếc xe Win Huyền dạng 100 biển 27 đuôi 02389. Đúng ra con này đuổi biển 98 đuôi 0883, nhưng mà em về đến nhà thì mất đăng ký. Đấy, cho em phải đổi cho con này, em mất. Đây là vì danh dự cho mới đổi. Thì mua lại chiếc xe này của anh. Đấy, hai bên thỏa thuận với nhau rồi. Thì quan trọng em hỏi con này thôi. Là quan điểm của anh là về con này thì anh cảm thấy thế nào? Ok chưa, ưng chưa? Đấy, và quan điểm em giao xe tận nhà xấu đẹp, bình thỉu hay là như nào? Là anh kiểm tra xe anh ok mới đến tiền. Thế còn tránh hợp sau này lên mạng mà ui rồi thế này ui kia em không thích đâu. Anh nhá. Anh nhớ gửi xe được. Có kèo nhá. Cảm ơn anh Hiếu nhá. Chúc anh đi tốt đường bền, chúc anh ở đây thật nhiều sức khỏe, tài lộc anh hạnh phúc nhá. Lên đời gọi cho em. Bán gọi lại cho em. Em kiếm con nào mà ngon ngon hơn cứ đăng lên. Ok, lại là chốt lại đổi. Được được, hiểu rồi. Nhá. Có nghĩa cứ đổi thoải mái. Trả bán lại. Được chưa? Ok. Tôi cho xe lên đi, ngồi cho đi. Tôi cho xe lên. Đấy. Đơn giản anh có xin video này nhé. Làm gì ạ? Cho chị xin video. Chốc em đăng em gửi cho anh đường link. Ok ok. Cho gửi đường link. Mô tô chào anh em nhá. Em đang trên đường đi giao chiếc xe đầu tiên biển 27-02389 này. Còn khách nhà bác một cây 7 nữa là đến nơi. Em đang vào trong khu công nghiệp Đồng Văn này này. Đấy, rất là mát mẻ nhá. Anh em đợi cái kết đến nơi em quay nhá. Để giao chiếc xe thành công hay không. Và bác đến tiền cho em. Đấy là thành công của em. Và bác bán lại cho em chiếc xe bác đang đi nữa. Bác nâng đời đấy anh em ạ. Đấy, anh em đợi cái kết nhá. Đấy, còn hơn cây để đến nhà bác rồi. Nha. Bây giờ là 14:14. Còn 2 phút để đến nhà bác đấy. Rẽ phải vào phó chi công. Đây, rẽ phải. Rẽ phải. Rẽ phải vào đây. 600 mét này đến nơi rồi. Đấy, rẽ vào đây. Nhà trong khu nghiệp à? Bác nào mà thích nhà ở đây mà. Thế trong đây có nhà nhỉ không nhỉ? Rẽ phải. Rẽ phải đây đến đây. Anh em đợi cái kết nhá. Đi, anh ơi, đấy, đường bên trong to đây đúng không? Nổ mèo đây đúng không? Đúng rồi, em cứ đường bên trong em đi vào thôi. Anh ra đón em đi, 400 mét em đến anh. Đúng đây rồi thì cứ đường đấy em đi vào, xong là thấy cái xe tải to lũ là trước cửa nhà anh đấy. À ok. Trên thục đường đấy là có mấy thục đen đưa đến rồi. Ok anh, ok anh, thì rồi nha anh ra đón em đến nơi này rồi. Rồi, rồi. Vào, vào, vào. Ok anh em ơi, 100 mét đấy, hơn 100 mét đấy đấy bác rồi nhá. Có cái xe tải to ấy. Có xe tải to cơ. Đấy, anh em đợi kết em vào xe tận nhà. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Ô con Santa Fe giống của mình chưa? Đây nhà bác ở đây. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ok, điểm đến nằm bên trái rồi anh em nhá. Đỗ xong xe tải luôn đi. Đây nhà bác đây này. Con Santa Fe này giống của mình đấy nhỉ. Kìa bác đang ra rồi. Ồ đứng đây cho rộng. Sướng rồi, sướng hết xe ngủ mèo này. Đúng rồi, đỗ thì sướng mấy hết xe. Ok anh em nhá. Thôi xuống đi. Để xuống cái đau mic anh em nhá. Không không quay á? Thôi quay lên tí. Thôi em bỏ mic ra. Anh ạ, vì anh cởi trần nên không. Coi như nói qua mấy câu cho nó tình cảm thôi mà. Ok. Bình của nó nên nó sơn lại em bảo anh đấy. Chứ không vấn đề gì đâu. Ok anh em nhé. Trong hồi anh em mang chiếc xe biển Hà Nội ra đổi cho em, thì anh ấy không muốn lên mạng về giá cả. Thế cho nên là anh ấy giấu vào anh một chút. Em cắt đoạn này đi. Là vì anh ấy có nghĩa là anh ấy bảo với em là thôi không đeo mic ấy. Mấy anh cởi trần không có chỗ đeo mic. Thế thôi em bỏ mic ra, thế là nghe giọng nó không được rõ. Thì thôi em cắt đoạn này đi để em nói chuyện. Thế chốt là chốt cho anh trai này con biển 98 mà em mua trên Bắc Giang đấy. Nhưng mà về nhà bị mất đăng ký. Thế em lại đổi sang cái biển 27 cho anh ấy đấy. Đấy. Thực ra cái xe này em bán vì danh dự đấy. Chứ thực ra cái xe này là em bán giá này là giá có thực sự là về mất cái bộ đăng ký đấy mất 5 triệu rồi. Mất công thợ chuyển sang mất 2 triệu nữa. Thế là 7 triệu. Thế tự dưng bán cái xe này 3 triệu bây giờ trừ đi 7 triệu là lỗ 4 triệu không ai tin. Nhưng mà đây là vì công việc, vì danh dự nên em bắt buộc em phải đổi. Anh em ạ, đấy là nói chuyện thật. Còn anh em yên tâm mua xe nhà em, nếu anh em ưng anh em mới đếm tiền. Còn anh em không ưng, anh em có thể đến tận nơi kiểm tra, em trả lại cọc. Đấy là danh dự của em. Còn vấn đề đây là khi em giao xe là em mua thế nào, em giao như thế. Xấu đẹp em nói rõ. Đấy. Ok nhá. Đấy, thì vợ anh ra đây thì em
xin phép là em chỉ tạm dừng video đến đây. Đúng không? Không, em vẫn bảo anh ngay từ đầu em tặng anh cái này thôi. Không vấn đề đâu, xoay cái này cho xoay nhiều lắm anh ạ. Nó phải như thế nó mới mỏng. Quan trọng là anh nhìn đồ gì nó kín luôn. Được cái biển đẹp nữa. Anh bị hầm hầm lên quá. Thích này, nửa tháng hoặc tháng này. Có này bán cho em, được rồi, bán cho em. Chứ bù trừ tính ra qua 2 triệu, 500 ship khoảng 2 triệu rưỡi là cái gì được. Anh em với nhau là tình cảm đấy. Còn không ai bán được cái tạng được. Anh em kẹp thiệt là kẹp mất tẹ đăng ký với em là cay rồi. Hôm nay anh thấy ai gãy tay, nến lấy tay gãy nhẹ lỗ. Đếm nhanh gọn thôi. Không còn 23389. Con này nếu đủ số là 0123789. Bù 2 triệu rưỡi bạc. Bán ngon. Hai con đầy giống nhau. Ôi anh em phải đi con này không muộn rồi. Đã uống mì uống bia không thôi chứ chả đá không uống đâu. Bia là uống một lon với anh cho vui thì thôi. Nhưng cái yên này em dày hơn kìa. Và yên zin anh. Con này zin, con này toàn đồ lô. Ok thôi này nhá, anh nói qua nhá, mấy công thôi. Chốt cả thành công là được. Đứng góc này không chịu có lắng tí này. Qua đưa tỏ hai con này. Chúc kia tôi chào tất cả anh em nhá. Hôm nay em có đến nhà anh tên gì nhỉ? Anh Hiếu. Là em giao cho anh chiếc xe Win Huyền tặng 100 biển 27 đuôi 02389. Đúng ra con này đuổi biển 98 đuôi 0883 nhưng mà em về đến nhà mình mất đăng ký. Đấy, xong em phải đổi cho con này em mất. Đây là vì danh dự em mới đổi. Thì nó mua lại chiếc xe này của anh. Đấy, hai bên thỏa thuận với nhau rồi. Thì quan trọng em hỏi con này thôi. Là quan điểm của anh là về con này thì anh cảm thấy thế nào? Ok chưa ưng chưa? Rồi, ok. Đấy, và quan điểm em giao xe tận nhà xấu đẹp, bình thỉu hay nó như nào? Là anh kiểm tra xe anh ok mới đến tiền. Chứ còn tránh được sau này lên mạng mà ui ôi thế này ôi thì em không thích đâu. Anh nhớ dừng xe được. Có kèo nhá. Cảm ơn anh Hiếu nhá. Chúc anh đi tốt đường bền. Chúc anh và đình thật nhiều sức khỏe. Tài lộc anh hạnh phúc nhá. Lên đời gọi cho em. Bán gọi lại cho em. Em mới kiếm con nào mà ngon ngon hơn cứ đăng lên kèo. Ok lại là chốt lại đổi. Được hiểu rồi. Nhá. Có nghĩa cứ đổi thoải mái. Chả mang lại. Được chưa? Ok. Tôi cho xe lên đi Ngọc ơi, cho đi. Tôi cho xe lên. Đấy. Đơn giản anh. Cho chị xin video này nhé. Làm gì ạ? À, cho chị xin chốc em đăng em gửi cho anh đường link. Ok ok. Cho gửi đường link cho. Cho gửi về Zalo cho anh cái video này đúng không? Cô Đạm nói chuyện đúng không? Bồ sang ạ. Tưởng hai bồ giống nhau. Không, bồ có chữ hả? Kiểm tra khung khá ấy. Đuôi 62 và đuôi 37, 37, 62. Đúng không? Làm một kiểu ạ. Ủa, ôi giời ơi. Đi xe này xưa đã đi. Con này có anh đã đi ô tô này rồi, anh chỉ muốn đi con xe này thôi. Đi Win này một lần rồi. À, đâu, Win. À Win, Win. Win, Win Huyền Thoại 100. Đúng rồi. Thằng heo này nó quắng nó đi nó làm con này hết 18 đâu. Triệu. Ui giời ơi. Đây anh nhìn à? Đâu con không nó là Min. Ôi thế thì chịu, làm của Tuấn Anh à? Thế dòng nó lúc làm ở Phủ Lý á. Làm Tuấn Anh. Đi vào những ổ gà cứ đúng rồi nhún lên sướng cực sướng. Cái tay nãy anh thấy nó bập bênh không anh lấy tay nãy anh nhún tán toa còn được thụt này riêng cái dòng Win này nó làm kiểu gì à dòng Win nó làm kiểu gì nhá đi rất là thích đúng rồi sau này đúng rồi nghĩa là đi ổ gà nó không sắp 67 Win có một con 67 lúc nào bán ấy bảo em không mày Ngọc ơi này to mày đăng ký mất mày chịu này bây giờ giao trách nhiệm cho mày bán thì anh đổi lên thì chắc có khác thì mới bán. Thực ra em nói câu bác thông cảm này này, em không tiện nói là bao tiền nhưng mà bác nhìn con này này, nó gấp đôi con tiền con này, hơn đôi luôn, mà nhìn nó cũng là con Win thôi. Đấy, thôi nói. Không như nhau, nhưng mà nó hơn cái chất đồ. Chất đồ, đi thử đi anh, giờ vợ nói đi thử đi rồi, con này đi cho mết. Con này mà chở vợ đi hóng gió thì tuyệt vời luôn này. Không chị đi xe chị chả đi xe này nhưng mà không. Thỉnh thoảng này cũng kéo lên đi thử. Đấy. Con này được cái côn đấy là không gieo mấy nhá. Đấy. Đi thử ông phải rú rú như thế ông mới thích. Chị yên tâm là nhà em giao xe toàn giao tận nhà. Đã giao tận nhà rồi không mang ai lừa được. Đấy. Chốc chị cần cái đoạn chỉ nói chuyện này thôi gì. Thì em cắt đoạn đấy đưa cho chị khoảng 3 phút. Vì anh ấy không đeo mic nên là không nói rõ được.
Nhưng mà video em đăng hết lên YouTube. Chị cứ lên kênh YouTube của em, chị gọi đúng một chữ thôi là chuyên Win 100 nó hiện em đầu tiên, Chu Kiên Moto. Quảng Ngọc quay đầu đi. Ở cái này không quay được. Quay thẳng lên luôn một vòng à? Ok thế em cảm ơn anh nhá. Anh cứ nhớ này này, đi chán lại bán lại cho em. Được chưa? Còn đổi xe thì anh em mình cứ thế chiết khấu trừ thôi nhá. Đúng rồi. Cứ anh thấy cái con này em vừa lên phát bán luôn anh biết rồi. Em bán xe này. Em nói thế là máu cái này này. Anh mà lấy con này được thì không còn gì để nói, anh nhìn anh tìm cái lốc này. Anh nhìn cái lốc này. Đôi lốc nó đúng không? Nó đẹp, không còn đầy. Anh ơi, quan trọng là gấp đôi tiền anh. Đôi vành này anh nhìn này. Này anh nhìn này, đôi vành này nhá, bây giờ bán lại cho em 10 triệu mất mua. Đây em công khai luôn. Con này là bác trai ở Thanh Hóa bác chốt này, xong vì sao bác không chuyển được tiền này, làm em mất 3 khách này này. Vì sao bác trai công an trên đầu lộ bác chốt rồi. Đấy, em mua bán do công khai. Con này quay xác định em không quay rồi, con này về em dọn thôi. Con này về dọn rồi. Xác định là không còn gì nữa rồi. Khung sườn nó cũng hiểu là nó gãy hết rồi. Nó chống cũng trơn. Cái thằng kia mới kia sửa được. Thế sao em sửa mất bao nhiêu tiền rồi mà? Thấy không? Anh nhớ anh sửa mất rất nhiều tiền con này rồi á. Sửa cái gì? Không, không. Nghĩa là về đợt gì gần như là anh mua là chỉ máy với cả con này còn cái gì đâu mà, những cái này bỏ đi hết, còn gì đâu mà. Lô hết rồi này, còn gì đâu. À trong này. À bỏ đi hết mà anh chị. Nói chung là chơi cái đồ Win nào mà không hiểu ấy, mất nhiều tiền lắm chị ạ. Vâng. Đây em chỉ nói câu này chị hiểu này, có con như này hiện tại 250 triệu người ta chưa bán. Có con chưa đổ xăng là 1 tỷ 2 không bán. Là có thật. Đấy. Có gì đặc biệt nó chỉ là chưa đổ xăng thôi. Đấy. À, tức là nó là xe mới từ ngày xưa nguyên bản. Tương này như này chị nhá, nếu cái con xe đấy 1 tỷ 2 đấy, người ta không bán là vì ta có tiền. Ừ. Nhưng với em mà quay này, với em còn đấy 600 triệu em cũng bán. Chị hiểu ý của em chưa? Cứ như câu chuyện có Win này với em à, chị em cho chị, ô tao đi được đâu mà tao xin. Nhưng mà chồng chị thích thì kể cả lại bao nhiêu tiền chồng chị thấy ưng là chồng chị mua. Thế thôi. Còn em là quan điểm em giao xe này trước mặt anh đấy kể cả xấu đẹp hay như là không người biết. Nhưng đây là thuận mua vừa bán, hai bên rõ ràng giao tận nhà các bạn, mình có lừa đảo đâu. Đúng không? Đấy, hôm qua con này em đăng lên mạng chị, đây là chị nhìn cái TikTok của em này. Ủa, trên đây đi. Tôi tắt tắt video đi. Nhá, chị xem TikTok đấy. Chị cứ lên chị mạng thì có em Trung Kiên Moto chuyên in là ra hết. Em được bác Hải bác mua xe với 73 triệu như em ấy thì bác tặng em, thì anh đổ luôn vào máy đi, anh đi một thời gian là tự máy lên là hết, là trùng tu lại máy nhá, anh đi anh cho em cảm nhận đấy bác Hải nhá, em toàn đi tặng khách cho bác Hải nhá, em tặng khách luôn, anh mở luôn ra đi, anh đổ luôn vào đây, anh đi một thời gian sau máy em thích luôn nhá. Sau này của nó bác được bán cho em là 4.8 triệu được bao nhiêu đó, 4.8 triệu là bao nhiêu, mình có kìm nha, thôi để lấy kìm, thôi để ai hôm nào anh ấy kìm vở vàng được, 24 lọ là rơi vào tổng khoảng 24 lọ là 6.8 triệu, 4.8 triệu là bao nhiêu? Nó dâu khoảng 200.000 lọ. 200.000 lọ đấy, em tặng anh trong này 200.000 đấy. Cái này là nó là đầu zin. Anh đừng làm gì. Anh em hãy động vào này, tốn tiền. Anh để đúng như này anh đi cho em. Xong rồi anh lên đời anh không lỗ thì nào. Vì anh đầu tư 5-10 triệu nên anh bán cho em vẫn trừ cho anh cái giá 20% đấy. Đừng đầu tư nhá, tôi nói trước, cứ thế này mà đi thôi. Đúng không? Vì anh cũng, ví dụ anh mua em, tôi lấy tiền. Anh cũng đầu 10 triệu em. Tôi mất 10 triệu, anh bỏ 10 triệu anh thêm tiền cho em thôi. Bảo anh rồi, bảo anh đổi, đổi mẹ luôn. Còn rất nhiều anh cũng đợi đi, trải nghiệm con này biết tại sao 30 triệu như thế. Sau lên con 50 triệu tại sao ngon hơn, lên con 80 triệu đâu ngon hơn. Nhá, ok, bye bye anh nhá. Dạ, chị nhá. Chào thành công nha đấy, còn phải lắng lại, tư vấn cho khách. Anh nhá, đi cho quay đi. Em bây giờ đi vòng lên vòng người ta đúng không? Đi em đi hello. Là... Em về đây, vâng vâng. Vâng, đấy anh em nhé, em quan điểm em rõ ràng. Bán xe rồi, giao tiền rồi nhưng em vẫn phải vui vẻ đấy. Để cho anh trải nghiệm con 30 triệu. Anh biết con 60 triệu như nào đây này. Đấy. Thì ra đổi nguyên mua đấy hơi cao nhưng thôi không quan trọng. Mình thích là được anh em ạ. Ok anh em nhé, giao chiếc xe đầu tiên thành công. Đã giao thành công, bây giờ tiếp tục lên Hà Nội xong là giao chiếc xe thứ hai cho bác trai thứ hai nữa là xong anh em nhé. Hãy chào tất cả anh em.